Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Chào mừng bạn đến với chuyên mục tử vi và cuộc sống của trung tâm đào tạo marketing online Duy Anh Web. Vận khí của mỗi người hàng năm mỗi khi đông qua xuân tới đều có sự thay đổi. Việc dự đoán tử vi tuổi Nhâm Ngọ năm 2021 nữ mạng giúp cho mỗi người có thể xu cắt tị hung, tìm lành, tránh dữ. Xem tử vi 2021 giúp cho quý bạn có những hiểu biết và định hướng hành động tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống ngày càng thành công. Hạnh phúc qua chủ đề này, quý bạn sẽ nắm bắt được vận trình của bản thân mình từng tháng trong năm diễn ra như thế nào, chuyện tình duyên, công danh, gia đạo, sức khỏe có tốt đẹp không, chi tiết về ý nghĩa sao chiếu mệnh và hạn tuổi nữ Nhâm Ngọ 2002 trong năm mới Tân Sửu. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ năm 2021 nữ mạng sinh năm 2002, Nhâm Ngọ, 20 tuổi nữ mạng sanh từ 2 tháng 2 năm 2002 đến 11 tháng 1 năm 2003 tướng tinh. Con cáo, con dòng thanh đế, trường mạng tổng quan tử vi tuổi Nhâm Ngọ năm 2021 nữ mạng mạng mộc gặp năm thổ là khắc xuất, trung bình, chủ về vất vả sao, vân hớn, chủ về rối rắm, nạn tai, công việc làm ăn thì trung bình hạn, thiên tinh, rối rắm, tranh chấp vận niên, chư phùng hỏa, xấu thiên can, nhâm gặp tân, bình hòa, thuận thành địa chi, ngọ gặp sửu, lục hại, chủ về phá hoại. Thương tật, khó khăn xuất hành, ngày mồng 1 Tết, 11 giờ tới 15 giờ trưa, giờ địa phương, đi về hướng chính đông để nghênh tiếp tài thần, đi về hướng tây nam để đón hỷ thần. Hai luận tử vi tuổi Nhâm Ngọ 2002 năm 2021 nữ mạng về sao hạn một. Xem tử vi Nhâm Ngọ nữ mạng 2021 về sao chiếu mạng sao, văn hớn, hỏa tinh, sao vân hớn là hung tinh thuộc hành hỏa, chủ về sự bảo thủ, thủ cựu, không chịu thay đổi, tiếp nhận cái mới trong suy ngũ. Đàn ông gặp hung tinh này phải đề phòng khẩu thiệt, thương tất bất ngờ, nóng nảy mồm miệng hay chuyện tai hình, kiện thưa bất ngờ, xấu nhất vào tháng 2, tháng 8 âm lịch nên đề phòng chuyện quan sự, trong nhà không yên, súc vật khó nuôi, văn hớn tháng 2 tháng 5 lời qua tiếng lại ăn nằm nào yên, tháng 8 rắc rối than phiền làm ơn mắc oán, muộn phiền tấm thân. Hai tử vi tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng năm 2021 về hạn tuổi hạn. Thiên tinh, xấu, thiên tinh là hạn trung bình mang lời chịu tiếng thình lình chẳng hay, thiên tinh là sao chẳng hay ra ngoài mắc phải dạ tai ngục hình dịch nghĩa, năm 2021 đương số gặp hạn thiên tinh phải đề phòng chứng ngộ độc, ra ngoài chú ý lời ăn tiếng nói hay hành động tránh tai bay vạ gió, thiệt thân, nếu ốm đau bệnh tật được làm lễ cúng bái thì nhanh khỏi, phụ nữ có thai gặp hạn thiên tinh phải đề phòng té ngã mà ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Ba luận tử vi năm 2021 tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng về tứ trụ thiên hòa, địa sinh, đối với quý bạn tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng năm Tân Sửu không tốt cho việc học hành, có thể tính toán một đằng nhưng kết quả lại đi một ngả, đây cũng là năm tài lộc chủ về suy hao, công việc trong cuộc sống của quý bạn nhiều khó khăn, trở ngại, gia đạo và sức khỏe có thể có những chuyện buồn đưa tới. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Xem tử vi tuổi Nhâm Ngọ năm 2021 nữ mạng về vận niên chư phùng hỏa là điểm báo không tốt, chủ về có nhiều biến cố đột nhiên xuất hiện, công việc làm ăn vất vả nhưng thu nhập không tốt, giúp người thì gặp cảnh làm ơn mắc oán, tốt nhất nên thủ thường an phận, chờ khí có thời cơ thì suy xét tính toán kỹ trước khi làm, giữ gìn tiền bạc cẩn thận, công danh cần người giúp đỡ. Đường tình duyên không có nhiều thay đổi, tốt vào cuối năm. Năm luận tử vi tuổi Nhâm Ngọ nữ 2021 về màu sắc hợp tuổi. Về màu sắc thì tuổi Nhâm Ngọ nên dùng màu trắng, tránh dùng vàng hay màu đỏ nhiều. Luận tử vi Nhâm Ngọ 2021 nữ mạng về sao chiếu theo năm. Một tử vi Nhâm Ngọ nữ mạng 2021 tại cung tiểu vận có các sao cố định: Tấu Thư, Thiên Khôi, Thiếu Dương, Đường Phù, Hồng Loan, Tuyệt Thiên Không, Cô Thần, Kiếp Sát. Bộ sao này ý nghĩa không nên đầu tư nhiều tiền bạc vào công việc làm ăn trong năm này, bên cạnh đó chú ý các vấn đề về giao kéo. Hai xem tử vi nữ Nhâm Ngọ năm 2021 tại cung xung chiếu có các sao cố định: Long Đức, Thiên Hỷ, Đà La, Lâm Quan. Ý nghĩa của bộ sao này chú về ra ngoài quý bạn có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên sức khỏe hay di chuyển xe cộ đi lại cần cẩn trọng. Ba tử vi năm 2021 tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng tại cung nhị hợp có các sao cố định: Thiên Mã, Thanh Long, Điếu Khách. Bệnh, ý nghĩa của bộ sao quý bạn xuất hành, di chuyển đi lại nhiều, sức khỏe không tốt nên chú ý. Bốn xem bói tuổi Nhâm Ngọ 2021 nữ mạng tại cung tam hợp có các sao cố định: Thiên Trù, Đào Hoa, Thiên Việt, Nguyệt Đức, Mộc Dục, Tử Phủ, Đại Hao, Tuyệt Phúc Đức, Quả Tú.
địa võng, kình dương, suy quý bạn có quý nhân phù trợ, đường ăn uống có lộc. Tuy nhiên chú ý các bệnh liên quan đến tiêu hóa dạ dày. Kết luận, chiếu theo cung số của tử vi Tân Sửu 2021 có thể nhận thấy tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng có một năm học hành thuận lợi, ra ngoài được quý nhân phù trợ, gia đạo tình cảm không tốt, có thể có chuyện buồn đưa tới. Tổng kết tử vi tuổi Nhâm Ngọ năm 2021 nữ mạng một về phương diện công việc. Ngoại giao, công việc ngoại giao của quý bạn tuổi Nhâm Ngọ trong năm xuất hành hay đi xa đều được thuận lợi và may mắn, hơn nữa được quý nhân giúp đỡ nên mưu tính công việc gì cũng thu được cát lợi. Hai về phương diện tài chính, đây là năm tiền bạc của quý bạn, tuy chưa có thể làm ra nhiều, tuy nhiên quý bạn tuổi này cũng đã biết chi tiêu tiền bạc cho những công việc cần thiết. Đó là phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Ba về phương diện gia đạo, năm Tân Sửu là một năm tình cảm, gia đạo của quý bạn tuổi Nhâm Ngọ nam mạng không được tốt, thiếu hòa khí, có thể xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã giữa các thành viên trong gia đình. Bốn về phương diện sức khỏe, quý bạn nên chú ý việc di chuyển, xe cộ đi lại trong năm nay, bên cạnh đó cẩn thận các vật sắc nhọn hoặc dao kéo có thể gây những tổn thương. Phương pháp giải hạn tử vi Nhâm Ngọ 2021 nữ mạng một. Cúng sao giải hạn tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng năm 2021 gặp sao Văn Hớn chiếu mạng, đầu năm nên cầu an, giải hạn mỗi tháng hoặc vào tháng 4 và năm âm lịch, cúng ngày 29, vào lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 15 ngọn đèn hướng Tây làm lễ, bài vị tú dùng giấy hồng và ghi Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân, rồi khấn cung thỉnh Thiên Đình Minh Lý cung Đại Thánh Hỏa Đức Vân Hớn Tinh Quân vị tiền. Văn Hớn sao ấy phải phòng đầu năm cúng bái thoát vòng tai ương, ham chín cờ hồng kéo ra đèn đốt 7 ngọn, lại về hướng Tây. Hai giải hạn tuổi 2002 năm 2021 bằng số điện thoại hợp phong thủy đồng thời. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223, website duyanhweb.com.vn. Trong năm nay quý bạn nên dùng sử dụng số điện thoại hợp với tuổi Nhâm Ngọ của mình để kích thêm về tình duyên, gia đạo, tài lộc và sức khỏe để cuộc sống được như mình mong muốn. Ba giải hạn nữ tuổi Nhâm Ngọ 2002 năm 2021 theo tuổi hợp. Tuổi hợp người sinh năm 1990-1998 rất hợp với tuổi 2002 của quý bạn nên có thể mang đến nhiều tốt lành và may mắn trong cuộc sống. Tuổi Kỵ người sinh năm 1986-1994 đặc biệt khắc kỵ với những người sinh năm Nhâm Ngọ nữ mạng, kết hợp với những tuổi này chủ về mang đến buồn phiền. Bốn luận tháng tốt xấu, năm Tân Sửu 2021 tháng xấu. Kỵ nhất tháng 2 và tháng 8 âm lịch, đây là các tháng xấu nhất, chủ về gặp thị phi và nhiều chuyện buồn. Tháng tốt là tháng 10, tháng 12 âm lịch, đây là tháng tốt nhất để làm mọi việc và đạt được ước muốn. Luận tử vi tuổi Nhâm Ngọ năm 2021 nữ mạng theo tháng 1, xem tử vi Nhâm Ngọ 2021 nữ mạng vào mùa xuân tháng 1, đầu xuân năm mới quý bạn vui vầy bên gia đạo, trong tháng này có người mai mối về mặt tình cảm. Tuy nhiên lại có kẻ xấu phá hoại. Tháng 2, công việc học hành của quý bạn tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 2 có nhiều tin vui, nhưng nếu di chuyển miền sống nước cần cẩn trọng. Tháng 3, trong gia đạo của quý bạn có nhiều chuyện vui đưa tới trong tháng này, đặc biệt là những chuyện về tình cảm. Hai, xem vận hạn tuổi Nhâm Ngọ năm 2021 nữ mạng vào mùa hạ tháng 4, đây là tháng người sinh năm 2002 có quý nhân giúp đỡ nên mọi công được thuận lợi. Tuy nhiên sức khỏe không được tốt. Tháng 5, tháng này quý bạn không nên đầu tư nhiều tiền bạc cho những công việc làm ăn vì tháng này chủ về công việc làm ăn gặp nhiều bất lợi. Tháng 6, khi ra ngoài trong tháng 6 quý bạn tuổi Nhâm Ngọ chú ý cẩn thận về lời ăn tiếng nói, công việc làm ăn có thể không tốt. Ba, vận mệnh tuổi Nhâm Ngọ năm 2021 nữ mạng vào mùa thu tháng 7, tiền bạc tháng này quý bạn tiêu pha. Hao tán nhiều cho các công việc, bên cạnh đó sức khỏe không được tốt. Tháng 8, trong gia đạo của quý bạn tuổi Nhâm Ngọ thiếu hòa khí, có thể xảy ra những tranh cãi, xung đột tình cảm của thành viên. Tháng 9, đây là tháng quý bạn đón tin vui của anh em bạn bè trong dòng họ hoặc có tin vui về việc thêm người. 4, xem tuổi Nhâm Ngọ năm 2021 nữ mạng vào mùa đông tháng 10, quý bạn tuổi 2002 Nhâm Ngọ có người giúp đỡ trong tháng này về mặt tiền bạc. Tuy nhiên tháng này chú ý về bệnh máu huyết. Tháng 11, công việc làm ăn của các thành viên trong gia đạo tuổi Nhâm Ngọ diễn ra bình thường trong tháng, tuy nhiên chú ý các bệnh liên quan đến phụ khoa. Tháng 12, khi di chuyển ra ngoài trong tháng cuối năm quý bạn tuổi này chú ý có thể mất mát của cải, hoặc suy nghĩ nhiều có thể sinh ra ốm đau bệnh tật. Sau khi tìm hiểu về tử vi tuổi Nhâm Ngọ năm 2021 nữ mạng, quý bạn đã nắm bắt được vận hạn của mình, qua đó, chắc hẳn đã có những dự định và kế hoạch phù hợp trong năm Tân Sửu. Quý bạn cũng có thể xem ngày tốt, xem tuổi hợp với bản mệnh, và cách cúng sao chi tiết trong các bài viết và công cụ chuyên biệt. Bên cạnh đó, còn cung cấp những công cụ xem bói tử vi mang tính chính xác cao như xem bói sim, gieo quẻ, bói bài thời vận.
Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn.